Rồi, ok, xin chào các bác. Thì hôm nay em có trên tay một cái con LG G8 bản Mỹ nhé. Thì bản này là bản screen luôn. Thì cái bản screen ấy, anh em hẳn hay nói là cái bản mà tệ nhất trong các bản Mỹ. Đây. Đây, nó là bản 820U đang chạy cái Android 10 bản 21F. Đó. Nó có rất là nhiều số ở đây, email rồi. My hack, my deck, các thứ, đủ thứ luôn. Thì em cũng không quan tâm đó. Thì trước tiên em sẽ test cho các bạn biết được là con máy Mỹ này nó như thế nào. Thì các bạn biết rồi đấy, máy Mỹ thì nó chỉ có hai cam ở phía sau này thôi. Như máy Hàn em có con màu đỏ đây, thì máy Hàn thì nó sẽ có 3 cam, còn máy Mỹ chỉ có 2 cam thôi. Thì trước tiên về cái ngoại hình ấy, cũng test sơ sơ cho các bạn biết là ngoại hình nó đang như thế nào. Thì đây các bác có thể xem được các cạnh của nó. Đây là cạnh trái này, thì các phim nó cũng như bản Hàn thôi, cũng có lỗ ở đây là lỗ cân bằng áp suất này. Hồi xưa các bác không biết, anh em rồi em cũng không biết cái đây là cái lỗ gì. Thì đây là cái lỗ cân bằng áp suất nhé, các bác bịt vào ấy, thì tí nữa em sẽ thử test là bịt vào thì áp suất nó nhảy căng hơn không nhé. Rồi thì góc này em thấy chưa bị sao luôn đó. Góc này em thấy cũng chưa bị sao luôn. Rồi đây là cạnh phải này. Đó, cạnh phải thì cũng không có sao, chưa gần như chưa sức luôn. Rồi cái góc này cũng không sao luôn, chưa sức luôn. Đây có cái lỗ sạc thì nó cũng gần như chưa sức luôn, như thế là quá đẹp rồi. Đó, mic này, đây là cái lỗ 3.5. Lỗ 3.5 thì năm này thì cũng gần như chưa sước luôn. Đây là cái góc này chưa sước luôn. Đây, đây là toàn bộ cái mặt lưng, để em lau qua đây cho các bác xem. Đó, thì cái mặt lưng này ấy, em thấy là có một vài vết xước dài đây này, ở chỗ này này, đây này, nghiêng nghiêng thì các bác thấy này. Khó thấy quá nhỉ. Đó, có vết xước dài đây, vết xước dọc đây nữa. Đó là mấy phía dài dài đây, nhưng mà em thấy là nhìn nghiêng qua ánh điện thì mới thấy được thôi, còn nhìn thẳng thì gần như không thấy. Và đặc biệt là cái camera này may quá, nó không xước vào camera đấy, camera thì gần như chưa xước vào camera luôn. Đó, có thể thấy này, thấy rõ không, gần như chưa xước vào camera nhé. Đó, cho nên cái camera này và các bác cứ ok không sao cả. Đó, mặt lưng như thế này là đẹp rồi. Đây là mặt trước này, lau qua đi này. Em sẽ không làm clip mở hộp nữa, cái cửa hộp thì em cũng định nãy cũng định mở hộp luôn, nhưng mà thôi em bóc luôn là thấy hộp nó còn đẹp, không sao cả, cho nên không bóc đâu, em không ấy luôn. Đây, thì đây các bác, em phát hiện ra một cái vết ở chỗ này này, nó có bị vết mài mài nhỏ nhỏ đây này, đó. Đó thì nó cũng nhỏ thôi, nhìn nghiêng cái điện mới thấy thôi. Ở chỗ mặt thế này, không biết các bác có thấy không? Đó. Rồi, ở dưới này em thấy một cái vết nữa này. Đó, nó cũng bị mài mài. Đó, em lau rất kỹ rồi nha các bác. Đấy, rồi, nó hơi bị mài mài một chút. Chỗ này cũng thế này. Đó, nói chung là hình như con này có vẻ nó bị úp xuống mặt sàn gì đó, cho nên nó bị mấy góc này nó bị mà hơi mềm mại đi, nhưng mà nó cũng nhẹ nhẹ thôi, không phải là nặng quá, nhìn kỹ mới thấy. Cho nên em thấy đánh giá cũng là cái ngoại hình con này cũng là ổn rồi. Còn đây là một cái cam trước đây, để đó cam trước thì con này vẫn có 3D nhá, có phê đi 3D luôn. Rồi nói chung là cái này không sao, các bạn thấy cái cảm biến tiệm cận này nó nhấp nháy này. Thì nhiều bác ấy xem clip em cứ cứ hỏi em là sao cái máy của bác lại có cái đèn nhấp nháy như thế này. Đó, đấy, nhấp nháy có thấy không? Thì đây chỉ là cái đèn cảm biến tiệm cận thôi, nó là cái dạng hồng ngoại ấy, cho nên nó phải có một điểm, có một cái mắt thu, một mắt phát. Thì cái mắt mà nó nháy nháy đấy là mắt phát rồi đấy. Các bác khi mà bác đưa cái tay vào nó che lại thì cái mắt thu nó phản chiếu lại, thì mắt thu nó sẽ nhận, thì nó sẽ biết cho các bác biết là tay đang hoặc là cái gì đang gần cái điện thoại. Thì cái này chỉ là cái cảm biến tiệm cận thôi nhé, không phải là đèn led gì cả nhé.
Nhiều bác cứ không biết này, cứ hỏi. Và các bác muốn biết là cái cảm biến tâm cận này của các bác nó còn ok không ấy, thì các bác có thể là lấy cái một cái điện thoại khác các bác soi vào, hoặc là các bác lấy một cái gương ấy, các bác soi vào cũng được. Nếu là soi cái này vào gương ấy, nhìn qua gương thì các bác sẽ thấy. Đó, nó rất đơn giản thôi. Thì về ngoại hình thì em đánh giá con này là ok nhé. Nhân tiện thì em sẽ rút cái SIM ra xem là nó có cái số email ở trong SIM không, ở khay SIM không. Như những con Hàn thì có nhé. Con này thì này, đây là những bản Mỹ này. Như bản Mỹ thì em thấy đây, em đang soi vào. Có thể camera nó hơi lóa thì không nhìn thấy, nhưng mà này các bác, không biết các bác có thấy không, nhưng mà nó không có khắc cái số seri hoặc là số email ở trên trên khay SIM đâu nhé. Rồi. À, cũng nhân tiện là em sẽ thử xem là cái máy Hàn và máy Mỹ thì máy nào nó sẽ cho cái sóng nó mạnh hơn. Thì đây các bác nhé, đây cùng một vị trí nhé, ở đây đang đang hai con cùng một trí nhé. Thì cái SIM của em ấy là cái SIM Viettel, đây các bác có thể thấy này, cùng một vị trí này nhé. Cái SIM của em là SIM Viettel và nó đang có hiển thị là LTE và chỉ có một vạch thôi đấy các theo, nó chỉ có một vạch thôi đấy. Tại vì khi em ở trong phòng mà nó rất là yếu, phòng em và hiện tại là cái địa bàn của em chỗ này này, cái sóng của Viettel nó rất là yếu luôn, cho nên là em thử test luôn cái sự sóng xem nó ok nhé. Thì đây các nhìn thấy nhé, LTE đang chỉ có một vạch thôi. Em sẽ rút cái SIM của em ra và em thay sang cái SIM kia, cùng một SIM luôn, cũng để test xem là nó có nhận SIM không luôn các bạn. Rồi, LTE một vạch. Ok, lắp sang đây. Em cũng vừa nhận cái máy này luôn, cho nên các bác test máy, bảo em test máy đang là nhắn tin cho em bảo là nhận được máy chưa, thì em cũng chưa trả lời được. Cảm ơn các bác thông cảm, em đang làm cái clip phát á. Rồi, chờ tí. Đây, thì em sẽ bật cái mạng lên. Bật ở cái bản Mỹ này, các bác muốn bật mạng ấy, các bác lại phải vào sâu trong này, mạng và internet này, này di động này. Đấy, các bác bật lên, nhiều khi nó còn không có ấy. Đó, bây giờ thì có rồi. May quá cái con này thì nhận luôn. Có nhiều khi nhiều bản ấy thì là phải vào cái đây này, để em nói luôn, tại vì nhiều khi các bác xem thì các bác có thể biết được. À đâu, APN cơ mà. Đây. Không phải đâu nhá. Mạng di động. Đây. Các nhiều khi phải vào cái này này. Đấy, nhiều khi các bác phải vào cái con này thì nó nhận luôn nha các bác. Còn nhiều nhiều con ấy thì là nó không nhận luôn. Nó không nhận đâu. Cho nên các bác nhiều khi này phải vào đây. Phải vào đây để các bác thiết lập những cái thông số như này. Thì các bác nào muốn không, nếu mà không có mạng ấy, thì các bác có thể tra cứu trên Google là cách cách cấu hình của cái máy của từng nhà mạng Viettel, Vina hoặc Midafone, thì nó cũng có hết hướng dẫn trên mạng luôn, hoặc là có thể inbox cho em. Đấy, thì con này may quá nó nhận nhận luôn thì không phải cài đặt nữa. Đó, thì đây các bác có thể thấy này, nó cũng đang là có LTE và có một vạch này, có một vạch này các bác. Đó, một vạch thì nó cũng, em thấy là sóng nó cũng tương tự như như cái con G8 Hàn thôi, từ gọi chính cũng không phải xem nào. Đấy, và con này ấy, bản Mỹ mà nó không có ghi âm cuộc gọi đâu. Đấy. Nó không có ghi âm cuộc gọi như con Hàn đâu. Đấy, cho nên em thấy là bây giờ hiện tại thì là sóng siếc thì nó cũng như nhau thôi. À mà cho các bác xem sâu luôn trong trong cái sóng luôn như nào. Nó có một cái để mình xem sóng nó sâu hơn một chút nữa. Đây này. Đây này các bác, đây nhá, đây là cái chỉ có chỗ cường độ tín hiệu này đấy. Thì đây các bác nhìn thấy này, trừ 125 đó và 15, đây các bác nhớ cái thông số này nhá, trừ 125, để em lấy cái điện thoại em chụp lại cho các bác biết được là lúc nãy nó bao nhiêu. Đây các bác nhá, em sẽ chụp lại. Rồi, chụp lại rồi nhé.
Em sẽ chụp lại cái thông tin của cái con Mỹ này, và em sẽ rút lại sim ra. Ôi trời ơi, đang là em tắt đi đã. Rồi, em sẽ rút cái sim ra và em sẽ cắm lại cái con hàn xem là cái cường độ sóng nó như nào. Vì nhiều khi nhìn các bác nhìn sóng ấy, các bác nhiều khi nhìn sóng ấy là nó nhiều khi là các bác bảo là nó không thực tế, thì em sẽ cho các bác nhìn cái số luôn đó cho nó thực tế. Rồi đây các bác này, nhìn nó vẫn là LTE một vạch đấy, nhiều khi nó không vạch này đấy. Thì em sẽ vào cài đặt vào cái hệ thống, giới thiệu điện thoại, mạng đó. Thế đây này các bác, lúc nãy ấy, thầy em sẽ cho các bác nhìn cái ảnh. Rồi các bác lại bảo là em làm cái thủ thuật gì đây các bác, cái ảnh của em đây. À, thì cái con Mỹ này, cái con hiện tại cái con Hàn của em nó là 124 với 16 đấy. Thì cái con Mỹ này này nó cũng em thấy thông số nó tương đương thôi. Thì cái cường độ tín hiệu này em thấy là càng nhỏ thì càng tốt thì phải, em nhớ không nhầm như thế. Nhưng mà đến thời điểm này thì em không quan tâm nữa, cho nên em không không nhớ cái thông tin đấy là chính xác hay không. Nhưng em nhớ không nhầm thì nó càng nhỏ càng tốt. Đấy, thì đây các bác nào mà rành thì các bác tự so sánh nhé. Đấy, cái cường độ tín hiệu của hai con đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm nhé. Bây giờ Hàn hay Mỹ thì sóng nó vẫn ok, chẳng sao đâu. Còn bảo nó ổn định hay không thì nó cả lĩnh vực xa xôi quá, em cũng không biết được. Rồi tiếp tục, thì hiện tại là em vừa cho các bác xem được cái sóng sánh và cái ngoại hình của con này rồi. Em sẽ, tiếp theo ấy, em sẽ vào cái phần test áp suất. Thì cái con này nó sẽ không dùng được cái lệnh là 546368 đâu, các bác dùng cái lệnh khác. Đây này, 5689 tăng sao, con này mã 820 đó. Các bác vào đây, vào driver test, manual test, rồi các bác chọn xuống dưới cùng ra barometer đấy. Thì em đã vừa lắp vào rồi, em lắp kín hết chưa nào. Rồi thì ở đây hướng dẫn lại các bác một chút về cách test. Thì các bác dùng hai ngón này này, các bác một ngón ở mặt lưng, một ngón ở mặt trước, các bác bóp vào, bóp mạnh mạnh vào, cứ bóp mạnh vào, không sợ vỡ đâu, các bác cứ bóp mạnh vào đấy. Thì khi bóp ấy, cái số này nó sẽ nhảy nhá, nó nhảy và nó sẽ xuống luôn thôi, nó chứ không giữ yên ở cái con số nhảy lên đấy đâu, mà nó sẽ nhảy lên phát nó nhảy xuống luôn. Thì cái đơn vị mà em thấy cảm thấy ok nó tầm khoảng 0.5, nó cứ dao động khoảng 0.5 là được. Có nghĩa là khi mà nó đang ở 1017 này, nó dao động lên khoảng 1017 7 chẳng hạn, đây đang 2 thì 7 là ok rồi. Đấy, chứ không phải là cứ phải là trên 1 hoặc là trên 2 là ok đâu nhé. Tại vì nhiều khi là càng cao có khi là càng càng nguy hiểm, các bạn sợ là cái pin nó bị phồng ấy. Đấy, cho nên các bác nhớ nhé. Này, bóp này, 1 2 3 bóp. Đấy. Nó lên em nhớ là nó được từ 2 lên đến 6 rồi. Từ 2 lên đến 6 rồi. Đấy, nên nó có lúc đến 7 rồi. Thì là em thấy là cái áp suất của cái này nó ok nhé. Và đây các bác, nếu em bóp và em giữ nhé, nó vẫn trở lại thôi. Nhìn các bác nhìn này. Đấy, nó lại trở lại rồi. Đó. Bỏ tay ra đấy. Thì đây em sẽ bịt cái lỗ này lại, cái lỗ cân bằng áp suất này này, bịt lại nhé, và bóp xem thế nào. À, bịt lại rồi nhé, bịt chắc rồi, bóp này, 1 2 3 óp. Thấy có thấy không, nó lên kinh không, nó lên này, nó lên rất là cao luôn, và nó giữ im luôn này, em vẫn đang giữ này thì nó vẫn giữ im này. Đó thì đó, lại nhá, lại phát nữa này, bịt cái lỗ cân bằng áp suất này, bịt cái lỗ cân bằng áp suất đấy lên rất là kinh luôn đó. Và thả cái cân bằng áp suất ra ấy, thì nó sẽ xuống thôi đó, xuống này, xuống dần này đó, dần này đấy. Thì cái mục đích thì em cũng đã tháo cái này ra một lần rồi, và cái
bên trong cái cân bằng cấp suất này này nó là một cái dạng dạng màng ấy, để mà nó có thể là ngăn không cho nước vào, và có thể là do cho cái áp lực, một cái áp lực nào đó nó đi qua được đấy, để nó không, có thể là không làm hỏng cái thiết bị trong cái gì đấy em không rõ, nhưng mà mục đích của nó này cân bằng áp suất đó. Thì ok, cái áp suất của con này là ok nhé. Rồi nhân tiện đang ở cái link này thì em có thể test cho các bác được là cái cảm biến tiệm cận này này, các bác thấy này, đó đỏ này, đó này, đó thấy không, nó cứ đang màu xanh chuyển sang màu đỏ là được nha các bác. Và test được cái các nút này, tăng âm lượng này, giảm âm lượng này, nút nguồn này, nút là ETC này, đấy thì là nó ok nhé. Đó rồi thì đến con này nó có cái phần display nữa, thì cái này nó cũng và đây test cũng được các bạn này, thì nó có cho các bác một cái màn hình trắng và các bác có thể nhìn được là cái này nó có bị ám màu chỗ nào không. Thì như con này, này em thấy là ok này, nó không bị ám màu chỗ nào cả. Rồi tiếp theo là một cái lệnh test rất là quan trọng, nó là cái lệnh test cái cảm ứng của con này, tại vì nhiều bác lâu nay vẫn 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 bảo là cái cảm ứng của cái con này nó của LG nó hơi lởm. Thì đây các bác test cảm ứng đi đấy. Đó đó thì con này cảm ứng ok, em sẽ thử test nhiều ngón xem nào. Lại này, rồi ba ngón này, đó có thấy không đấy, con này nó không không được nhiều ngón đâu này, như các bạn nhìn này đó. Thì không biết là do là cái lệnh trong này nó không được nhiều ngón hay là như thế nào, nhưng mà đây các bạn thấy này, nó không được nhiều ngón đấy. Lại lại cho các bạn biết nhé, đây này, có thể là trong cái lệnh này test như thế là không được nhiều ngón, còn những cái lệnh khác thì em cũng chưa rõ. Như đây các bạn, ba chỉ cần hai ngón thôi nhé, chỉ cần hai ngón này đấy, nó chỉ có một ngón thôi đấy, một ngón thôi đấy, chỉ có một ngón thôi. Rồi thì cho nên là nhiều khi là các bác chơi game ấy, các bác bảo là cái cảm ứng của LG như cái cờ cờ ấy là cũng có thể, cũng có lý đấy các bạn. Rồi trong mấy cái này nữa thì còn test cái gì nữa không nhỉ? Rồi trong này em sẽ bỏ cái này ra, em sẽ test ở một chỗ nữa, đó là cái mấy cái này không có chỉ test các bạn, mấy này không quan trọng. Đây trong cái ORT này, trong này có rất nhiều cái test hay các bạn. Thì cái display on off này thì nó không có gì cả, nó tắt màn hình cái thứ thôi đấy, không sao thì nó ok. Display cái này nó cái gì không rõ, nhưng mà có mấy quan trọng này, cái loa này, cái ringtone này đấy, thì nó đang phát ở cái loa này này, đó là ok nhá. Tiếp theo là nó sẽ cái đinh ringtone P0 này, only này, là nó sẽ test cho các bác cái loa ở giữa màn hình của con G8 này nhé, hoặc là nếu mà con khác thì là test cái loa thoại ấy. Đây đây các bác hiểu là loa thoại được đấy, nó rất nhỏ này nhưng mà vẫn có nhé, các bạn áp vào tai ở đây là có này, là ok, nó vẫn cái loa ở cái, có nghĩa là vừa rồi ấy, là cái loa ở chỗ giữa màn hình này nó vẫn còn ok nhé. Đấy còn cái haptic trên này thì là nó vừa vừa cho nhạc vừa cho cái nhịp điệu thì cũng không không quan trọng cho lắm, nó vẫn thế thôi. Đấy còn cái vừa ring vừa flat này thì đây đấy, đấy các bác nhìn thấy cái đèn flat đấy, đấy rồi rung này, đấy thì nó rung rất mạnh. Ok haptic này là cái nhịp điệu thì nó cứ nhật giật 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 từng nhịp thôi, không sao, không không quan trọng đấy. Cái flat này thì đây nó flat, có flat này các bác đó, rồi ok flat ok. Thì đây có một cái mấy cái camera này cũng rất là quan trọng này, camera số 1 này đó, các bác nhìn thấy không, nhìn tay em không? Đó camera số 1 nhá. Rồi tiếp này camera số 2 này, đấy camera số 2 thì nó là cái camera trước. Rồi ok cái camera số 3, đấy camera số 3 nó là cái camera góc rộng này, rộng rộng các bạn. Rồi tiếp theo camera số 4 thì lẽ ra nó là một cái camera tele ấy, nhưng mà cái con này nó không có cho nên là cái này nó không hoạt động. Ok không sao cả. Rồi tiếp theo là đây này, test có mấy cái mic này, mic cũng khá là quan trọng. Trước tiên là cái thứ nhất này,
Alo, alo. Đây này các bác này. À, cái chỗ đầu tiên này này, audio loop loopback này này là nó test cái mic ở chỗ này. Nó test cái mic ở chỗ này nha, cái mic ở dưới ấy. Khi các bác bật ở chế độ đấy ấy, các bác test cái mic này nhá, nó sẽ ở cái mic này. Khi các bác bật cái lệnh này lên ấy, bác che này đi, che hoặc mở để các bác sẽ thấy được cái sự phát hiện này nhá. Ví dụ em test này. Alo, hay các bác thấy nó có hơi hơi vọng vọng lại không? Alo, bịt lại này. Alo, không lấy gì nữa nhé. Mở ra này. Alo, alo, đấy nó hơi vọng vọng lại. Thì cái mic này nó hơi nhỏ. Đây, em test tiếp cái mic trên nữa nhá, cái mic 1 này. Alo, đây này, thấy nhá, các bác loa ở đây nhá, và cái mic nó ở đây, đây là đây bên trên này có một cái mic nữa mà. Alo, alo, đấy các bác thấy không? Đấy các bác thấy không? Nó ra vọng rõ ràng luôn. Đấy, ở cái loa dưới này nó phát luôn ra loa loa luôn mà. Em bịt lại này, bịt cái mic này nhá. Đấy, bịt cái mic này gần như hết là hết luôn. Mở ra này. Alo, alo, đấy. Cái này rất hay. Rồi ok. Cái mic số 2 thì không có. Alo, alo không có luôn các bạn. Mic số 3 nào. Alo. Alo. Alo, 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 alo. Alo, 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 alo. Đấy thì cái mic số 3 này thì cũng nó cũng là cái mic ở trên này luôn các bạn. Thì quan trọng là cái mic số 1, mic số 2, à mic cái lốp bét này và cái mic số 1 này này. Thì các bác cứ bịt nó và các test cái power off này thì không quan trọng. Rồi, rất là hay. Rồi. Thì tiếp theo ấy, em sẽ test một số cái chức năng cơ bản của cái máy này cho các bác biết, ví dụ như phiếu vân tay chẳng hạn. À, nó phải còn ok. Đấy. Đó. Em thường thường là cái mẫu như thế nhá các bác. Các bác nào mà không may em còn chưa chưa đó, đó đó thì cái vân tay này ok. Em vẫn thích cái vân tay làm ở ở mặt lưng như này của con G8, rất là thích luôn, dùng sướng lắm. Đây này, mở phát là được luôn, nhìn các bác này, đó mở luôn rất là nhanh luôn mà các bác gần như không phải nhìn luôn, mở luôn, mở luôn đó, không phải nhìn luôn, rất là sướng. Tiếc là mấy con thời điểm sau này không có, em cũng hơi buồn. Rồi còn gì nữa nhỉ? Dùng cái gương mặt luôn đó, cái gương mặt này cũng rất là hay, Face ID này đó. Rồi bắt đầu đó, quay mãi không được các bạn. Rồi, ôi, rồi, tắt màn hình này, mở ra này, mở, à? Đùa nhau à? Lại này, rồi lại này, đó mở ra các bác, nói chung là, đó, phải đi cũng rất là nhanh. Phải đi ok nhé. Thấy các bác nào mà em quên mà chưa xóa thì dùng cái như em nói. Rồi, phải đi ok. Cái có một cái nữa là cái hand ID này thì nó cũng như kiểu là cái như kiểu là fade đi thôi, nhưng mà em cũng không thể test nữa. Tại vì nó không quan trọng, nó có là được. Em thấy gần như không ai dùng cái này luôn. Nhưng mà nó còn ok là được. Rồi, thì test cho bác cái nữa là về cái pin ấy, tại vì cái máy này ấy, quan trọng là về cái pin mà nhiều khi các bác là đây em sẽ bật cái 4K bật flash luôn để em quay trong vòng 2 phút nhé. Thế đây cái pin nó đang là 77%, quay luôn 4K bật flash luôn đó. Thì đây các bác nhìn thấy này, cái con G8 này nó bị giới hạn cái 4K ở 6 phút thôi. Cũng có thể nó sợ nóng này ở kia nhưng mà thôi. Đó. Đó. Quay rồi cái bàn phím này. Có đẹp luôn các bạn. Rất là đẹp. Đó.
Rồi, nhân tiện quay cái bàn phím thôi các bạn. Nói chung là đợi cho nó mất 2 phút đi. 2 phút hơi lâu, còn 1 phút nữa thôi. Đó, các bạn nhìn thấy này. Cận cảnh rất là ok. Rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn các bạn. Đó, rất tuyệt vời luôn. Quay con G8 này xem nào. Đó, vào theo. Bật nét rất là ok luôn. Đó, ui giời. Bật nét cực kỳ tốt luôn. À, thì nhân tiện đang nói về cái quay phim ấy, thì là em thấy như em sử dụng cái con G8 và con V50 nhiều rồi ấy, thì em thấy là cái con V50 ấy, cái chuyện chống rung của nó là tốt hơn một chút xíu, và cái cảm giác mà cho quay phim của con V50 em cảm giác là ổn hơn nhé. Đó, riêng về quay phim thôi, còn chụp ảnh thì em thấy là cái con G8 nó lại ổn hơn một chút. Không hiểu sao là như thế, cũng có thể là vì cái màn hình của con G8 nó có vẻ đẹp hơn đấy. Ờ, sắp hết 2 phút rồi. Khá là nóng các bạn, nóng chỗ này này. Nóng ở chỗ cái gần cái đây này, nóng ở chỗ gần cái cụm camera này. Ở đây nó còn chip mà. Rồi. 58 rồi. Rồi 2 phút. Đây các bác có thể thấy này. Đấy nó từ 77 xuống 75 mất 2%, thì em thấy là cũng ok. À các bạn ạ, như vừa rồi, như như cái lệnh này 56 tháng 6 tháng sau 820 ấy, nó không có cái chỗ để mình test cái pin ấy, hoặc là em cũng quên cái lệnh ấy rồi. Em nhớ trước là như các bác nào cho em một cái lệnh nhưng mà tạm thời em quên rồi. Thì bây giờ cái test về cái số lần sạc pin ấy, thì em chưa test được. Rồi. Rồi tiếp theo thì nhân tiện test cái tai nghe xem nó có nghe ổn không, tại vì cái tai nghe là một cái cũng khá là quan trọng. Đó. Rồi thì đây. Vào cái tai nghe thì các bác vào cái phần đâu rồi? Âm thanh đâu rồi? Đây. Đó, các bác bật cái hi-fi lên. Đó. Rồi, bật mắt lên rồi. Nghe thử xem nào. Cái này cũng không quan trọng mấy đâu. Nghe nào. Đấy, nói chung là nghe ok nhé. Đấy, em đang nghe này, ok. Ok, hai cái đều ok. Tháo ra xem nó có vấn đề gì không. Đó, tháo ra vẫn ok, lấy rồi. Rồi, ok, xin chào các bác. Đây, cái bảo Thì vệ của lẽ con. ra cái clip này em phải làm từ rất là lâu rồi. Rồi, ok, tai nghe ok. Thì nhân tiện đây em cũng sẽ giới thiệu cho các bác một số cái lệnh mà trên máy Mỹ mới có nhé. Máy Hàn thì nhiều khi có hay không. Thì này, nhân tiện của máy Mỹ thì em sẽ giới thiệu cho các bác, và mấy cái lệnh này nhiều khi em cũng không biết nó là để làm gì đâu, nhưng mà thôi cứ giới thiệu cho các bác biết. Trước tiên là cái lệnh sao tăng 06 thì các bác biết rồi, kiểm tra email thì các bác biết rồi đấy. Rồi nó có một cái lệnh nữa là lệnh thông tin của điện thoại sao tăng 4636 tăng sao đó, thì các bác nó cho các bác biết thông tin điện thoại đấy, các loại email này, các thứ này, các bác cứ thích test kiểu gì thì test đấy. Các bác có thể chọn trong này, các bác có thể chọn là chỉ 4G, chỉ 3G, nói chung đầy thứ để chọn đấy, các bác thoải mái nhé. Cái này thì không quá quan trọng đấy, nhưng mà máy Hàn lại không không dùng được lệnh này đâu. Rồi, hoặc là nhiều khi cũng có thể dùng được nhưng mà ít ít có lắm. Rồi mấy cái vớ vẩn này, toàn cái vớ vẩn này. Đây này, nó có cái thời gian sử dụng cho các bác này. Đấy, rất là nhiều thứ này. Đấy, sử dụng cái gì này. Nó, ôi trời, quá trời luôn. Rồi, thôi, kệ nó đi. Rồi, tiếp theo là một cái lệnh nữa. Là cái lệnh mà bật DI AZ.
Nó chả biết để làm gì nhưng mà xem thử xem nào. 3, 4, 2, 4, thăng. Đó, thì cái này ấy, hiện tại nó đang tắt. Disable là đang tắt nhé. Thì như em được giới thiệu ấy, thì là cái chế độ này này, khi mà các bật lên ấy, thì nó sẽ có thể là thực hành một cô số cái lệnh nâng cao hơn, như kiểu là để là mà viết email này, rồi đọc cái này đọc cái kia đấy. Nói chung là nếu các bác không biết thì không cần phải bật lên, còn các bác nào mà vào vạch, các bác tìm hiểu nó vào vạch biết thì các bác bật lên nhé, không thì thôi bỏ. Đó, tiếp theo là một cái lệnh khác, thăng thăng 32 82 thăng. Đó, thì cái này ấy, là một cái lệnh mà chuyên sâu về cái băng tần. Thì bác nào mà chuyên về nó thì các bác hãy xem, hãy vào vạch nó nhé, chứ còn cái này em cũng không phải chuyên sâu, em không biết. Nói chung về cái băng tần. Rồi, tiếp theo là một cái lệnh về đặt lại thông số nhà sản xuất, sao sao à thăng thăng 72 786 thăng. Đó, thì cái này này, đặt lại thông số mạng nhé, đặt lại thông số mạng về cái trạng thái xuất xưởng. Thì cái data này khi các bác nhấn OK là nó sẽ đặt lại tất cả các đặt về mạng của các bác về xuất xưởng. Thì em cũng không chưa làm bao giờ, cho nên em cũng không 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 nhấn OK, tại vì em cũng có nghi ngờ là khi mà đặt lại như thế thì có thể là máy của mình nó có bị mất unlock, rồi nói chung là có thể là không nhận SIM nhận sóng nữa thì cũng có thể, cho nên em không làm. Các bác nào biết thì hãy làm nhé, còn không biết thì thôi, hãy tìm hiểu kỹ nhé. Rồi, tiếp theo là một lệnh nữa là thăng thăng 786. Thì đây, các bác cho các biết về cái thông tin về máy sâu hơn một chút. Đấy, nếu như có SIM đây thì có số này. Đấy, Android 10 này, phiên bản này. Đó. Một số cái nữa như là đấy, nói chung là một số cái em cũng chẳng biết đâu. Đây, đó. Ngày 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 active này. Đấy, ngày mùng 10 tháng 4 năm à ngày mùng 4 tháng 10 chứ. Ngày mùng 4 tháng 10 năm 2019. Còn đây có thể là ngày sản xuất này. Đấy, 13 tháng 7 này. Đấy, ngày sản xuất có thể là ngày 13 tháng 7. Đó rồi. Nói chung là cũng khá hay các bạn. Rồi, tiếp theo một cái lệnh nữa là một cái lệnh thăng thăng 3 3 2 8 4 thăng. Đó, thì đây là một cái lệnh mà người ta bảo là xem là chế độ sửa chữa gì đấy. Đây, nói chung là em cũng không biết. Đó. À đây này. Có cái đây là cái bộ nhớ RAM này. Đấy, trống có hơn 2 GB. Rồi, nói chung là bạn nào chịu khó tìm hiểu thì các bác cứ tự vào vạch thôi, em chỉ giới thiệu thôi nhé. Rồi, tiếp theo là một cái lệnh nữa, thăng thăng 564 thăng. Thì đây là một cái lệnh mà nó báo cáo cho các bác những cái lỗi ấy. Đây này, đấy. Không có lỗi gì. Đấy. Đây, nói chung là cái này thì các bác nào chịu khó tìm hiểu thì mới biết thôi. Em cũng không biết, giờ bỏ qua. Rồi, một cái lệnh khá là dài, sao thăng 5232 59 29 29 766 thăng sao thăng sao. Rồi, lệnh quá dài luôn. Thì đây là một cái lệnh mà người ta bảo để test cái màn hình, thì không biết là test cái gì, thì nó chỉ có bật hoặc là tắt thôi đấy, nó chẳng có cái gì cả các bạn, thôi cứ bật ra lệnh được chả sao. Rồi, mấy cái lệnh này không quan trọng. Tiếp theo một lệnh nữa cũng khá là dài, sao thăng 5463 5564. Ồ, cái này nó cứ hiện mãi. Sao thăng thăng sao. Đó. Thì cái lệnh này là cái lệnh mà người ta bảo là test cái modem protocol này này. Thì cái này thì em cũng không biết luôn. Các bác nào tìm hiểu thì cứ chơi thôi, em chỉ giới thiệu mà. Đó, các bác cứ tự tìm hiểu đấy nhé.
chứ bây giờ mà không may làm hỏng cái máy này thì cũng khổ. Rồi tiếp theo một cái lệnh nữa, sao thăng 1 4 7 2 3 6 5, thăng sao thăng sao. Đó, đây là một cái lệnh gọi là một số cái công cụ để nâng cao cái việc mà mình vọc vạch cái việc mà lệnh ADB các thứ đấy. Đấy, nói chung này nó có sẵn kiểu 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 như thế. Đó, khá là hay. Nếu có lệnh này mà em nghĩ là các bác nào mà vọc vạch này các bác sẽ cần cái chỗ lệnh này. Đó rồi, ok. Tiếp theo một cái lệnh nữa. Sao thăng 244 7 7 3 8 2 5 6 2 5 thăng sao. Đấy thì cái này này nó là một cái lệnh mà để cho các bác biết về cái phần mềm nó sử dụng trên cái máy này. Đấy, quá là trời luôn. Đó, quá trời luôn, quá trời luôn. Đó thì các bác vào đây xem, hiểu thì vào đây xem, chứ cần em xem như này cũng như kiểu là vịt như sấm thế này thôi, bỏ. Rồi một cái lệnh nữa, quá là trời lệnh các bác, sao tăng thăng 66236 thăng. Đó thì đây là một cái lệnh mà truy cập vào cái menu của cái nó liên quan đến mạng các bác, thì các bác phải có cái mã, các bác phải có một cái mã vào đây đấy, cần cái mã nhập nhưng mà mã nhập này em không biết. Thì muốn lấy cái mã này thì nó lại có một cái hướng dẫn nữa, nhưng mà các bác muốn là muốn thì em sẽ đưa cho một các bác cái cách để mà lấy cái mã này, thì nó cũng không quá quan trọng đối với các nào mà sử dụng bình thường, còn các bác nào kiểu vào vạch để unlock các thứ thì có thể là cần thôi. Đấy thì bỏ qua, hãy từ nãy giờ em giới thiệu quá trời cái lệnh rồi. Ok, thì cái con máy này em đánh giá là cái máy ổn. Thấy bác ấy bảo là 99% thì em thấy là thấy cũng là cũng phải là 99% rồi, nó hơi xước một chút xíu thôi, thì anh nhìn kỹ mới thấy, mà các bác nào về dán các thứ lên thì cũng chẳng thấy gì đâu. Thì con máy thì ổn rồi, thì đây là có một cái số cái linh kiện ở theo cái hộp mà bác ấy gửi, thì đây là cái cáp sạc này. Trước tiên là cái cáp sạc, thì cái cáp sạc này em đánh giá nó cũng là cái cáp sạc linh kiện thôi, cũng dùng được nhưng mà không phải là lại xịn quá cho lắm. Rồi tiếp theo là cái củ sạc, thì đây là củ sạc rất là mới đây các bác, nó gần như mới xuất hiện trên thị trường luôn đấy, chân dẹp và toàn tiếng tàu rồi. Đây các bác thể thấy này. Đó thì không biết các bác đánh giá cái củ sạc này như thế nào, nhưng mà em đánh giá là như em nhìn cầm trực tiếp đây này cũng khá là đầm tay, và chất liệu thì em thấy vẫn ổn, hoàn thiện gia công các thứ thì cũng rất là sắc nét, không vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mà cái hãng này mới thì em cũng chưa biết nó là như thế nào, thì các bác nào rảnh thì các bác đánh giá nhé. Như em thấy là nó vẫn là củ ngon, để chả thấy cái tên gì cả. Rồi thì đây là một cái tai nghe đây, thì cái tai nghe này là dạng quad bit thôi, tai nghe này ở mức dùng ok thôi, chứ không phải là nó quá ghê gớm cho lắm. Ở đây này nó có made in này, này các bác, đây này nó có cái made in Việt Nam ở đây này, họ các bác nhìn rõ không? Nó hơi khó nhìn nhưng mà made in Việt Nam chỗ này này. Đó thì là hàng này là hàng của Việt Nam thôi, và trong này có mấy cái tip tôi không cần lấy ra nữa. Thì cái tai nghe này dùng cũng được, không đến nỗi nào đâu các bác, dùng cũng ổn. Trước em cũng có bán này, có trải nghiệm cái tai nghe rất là lâu rồi, em thấy là cũng được ok, dùng tạm được, chống cháy chống điếc. Nói chung là ổn được rồi. Ok thì với con máy này em thấy là ok nhé các bác. Rồi chào các bác.